Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi chợ đó, mình mua được trái sầu riêng này. Trái sầu riêng này chỉ là trái sầu riêng đông đá thôi nè các bạn, nhưng mà nó cũng rất là ngon. Tại vì nó cũng rẻ, nó chỉ có 4 đồng mấy một pho thôi ha. Trái này thì khoảng 36 đồng các bạn. À, tại sầu riêng tươi thì nó hơi mắc hơn chút. Với lại mình mua thì hay bị nó bị sượng, các bạn ăn không được. Còn sầu riêng đông đá thì thường là rất là ngon ha. Bây giờ mình là bắt đầu mổ sầu riêng ha. Ăn luôn rồi nè. Cứ quá vậy đây. Tại vì nó cứng quá, mình bẻ nó ra không nổi, nên nhờ ông xã bắt nó ra giùm nha các bạn. Cứng quá hả? Lấy cái dao cắt nó này. Cái này tập thể dục trước khi ăn. Lấy cái dao cắt cắt nó. Được. Được ha. Có thể tại nó không có. Nhà khẽ hả? Tại vì nó còn đông đá chút xíu các bạn, cho nên nó hơi cứng á. Mà nó cũng mềm mà ha. Cái dao đó anh. Lấy cho. Thấy coi thôi. Cũng nhiều muối quá ha. À, tại vì nó vẫn còn hơi đông đá chút xíu các bạn, tại vì mình muốn ăn vậy đó, nó giống như mình ăn kem sầu riêng vậy, rất là ngon. Thơm quá. Hello các bạn, hôm nay mình mua được cái sầu riêng rất là ngon ha, mình đã xẻ nó ra rồi các bạn, cũng rất là vàng, rất là ngon ha. Giờ mà hai vợ chồng mình cùng ăn sầu riêng, mời các bạn cùng thưởng thức ha. Mời các bạn. Thơm quá. Thơm lắm các bạn. Cái sầu riêng này mà nó tươi chắc nó thơm dữ lắm. Còn nó chín vàng hết luôn á. Cái muối nè. Quá trời luôn. Một cái muối luôn nè. Cái muối này thì không có hột nè. Rất cái đầu. Đây. Các bạn xem nè, quá trời bự không? Ngon không? Ăn cái này chắc sẽ ngon. Đây nó có cái muối cũng rất là ngọt. Lép nè. Ngon lắm. Này nó mới vừa tan đá thôi các bạn, cho nên nó giống như mình ăn kem sầu riêng này. Này ăn bằng tay luôn. Ngon các bạn. Mặc quá. Thơm quá. Ừ.
Bè tươi chứ là ngon lắm á. Vẫn còn thơm các bạn, ngọt đó. Ngon. Wow, kinh quá sạch. Nghe hấp dẫn quá, thêm cái hộp một chút xíu à. Cái hộp này lúc ăn được không? Hồi xưa chị Nam có ăn mà nó nhớt nhớt không ngon. Hộp mới lúc ăn được. Cái này mình đem ra ngoài sân mình trồng chắc anh mới có sầu riêng ăn. Thử đi. Cơm nó quá trời dày rồi các bạn. Còn một chút xíu à. Sầu riêng này rất là thơm nhưng mà có nhiều người người ta ăn không được các bạn. Cái mùi thơm này người ta nói là nó thúi. Cái mùi nó hơi nặng á. Nhưng mà mấy người nào mà thích á thì nó rất là thơm. Như mấy người Tây này họ không có thích ăn cái này. Ngon quá. Hai đứa nhỏ con mình nó không có biết ăn cái này không? Có con lớn thì nó ăn một chút xíu ra. Ngon. Đẹp quá. Wow. Thịt của Thái Lan đẹp quá quá. $36 tính ra cũng 500.000 á. Nó cũng khoảng 500.000 Việt Nam đó các bạn. Mà chẳng vậy mà mình mua tươi chắc khoảng 70 đồng hả? 60-70 đồng. Gấp 2. Gấp 2. Mình đánh mùa hè nhưng mà có tươi ngon lắm mình mua. Mua cái tươi gì không biết lựa ra nó ăn không được. Nó bị sượng á bạn, thì mua về cái nó bị sượng ổn dễ sợ luôn á. Cái này về Việt Nam ngay mùa rồi đó. Ăn đã luôn á. Cái này nó nóng như lắm luôn à. Ăn là nóng như lắm. Béo là sao? Béo. No rồi đó. Mm.
cái đó thì nó đẹp. Thôi. Một muối chứ nhiều lắm á, tại vì cái hộp có chút xíu rồi. Wow, coi nè. Wow, coi cái hộp này. Có chút xíu rồi. Chắc kêu là cơm vàng hộp lép đây quá. Cái này nó không vàng dữ. Nhưng mà hơi ngọt. Đây là vừa chín tới luôn. Có nhiều người ta nói không là nướng lên ăn ngon. Bữa nay mình thử coi. Mình thích ăn tươi ăn. Nhưng mà hồi chiên á, chiên giòn. Mình nhúng bột hồi chiên giòn. Mùi nó thơm nhưng mà nếu mình để mà trong xe hay trong gì á, mình nắm lên á, nó hôi lắm. Mà nó hôi chứ nó có từng lễ không hết luôn á. Cho nên mình lên máy bay hay gì á, ba cái này nào cũng cho mình cất tay đi. Khách sạn nó cũng cho lên phòng đó các bạn. Khi mình về xong rồi mình đem, mình mua gỏi trong hộp mình đem khách sạn nó cho, nó kêu mình ăn hết xong rồi mới được lên lên phòng. Nó quá rồi. Ăn sắp hết trái sầu riêng, còn lại một muối. Ăn chưa? Ngon à? Hết nổi nữa. Nào quá. Rất là thơm. Béo à. Thơm quá. Nào quá. Người ta đòi mấy em ăn sầu riêng mà uống cốc rồi chết, bị chết. Mình lấy anh ăn cốc anh uống không hả? Nếu anh có ăn cốc rồi chết beo á. Chồng này ha, hai chồng đã ăn hết trái sầu riêng, chừa lại muối cho bằng con gái lớn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, chia sẻ và đăng ký để xem những cái video kế tiếp của mình ha. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ha. Ok, cảm ơn các bạn. Dạ, bye bye các bạn. Bye bye.